Cái đó là cái thêm à, mình hiển thị danh sách rồi là mình đã đi được hai cái rồi. Bây giờ mình sẽ có là sửa với xóa nữa, đúng không? Rồi, sửa với xóa thì ngay cái chỗ cái item này nè. Cái chỗ item này nè nha, các bạn sẽ tự làm cho mình cái giao diện cho nó đẹp nha. Còn ở đây là mình sẽ làm cái icon đại khái ở đây nha. À, để mình nhấn vô sửa rồi nhấn vô xóa. Còn các bạn về nhà làm cái icon cho nó đẹp một xíu nha. Rồi, ở đây mình sẽ gọi một cái email view ha. Rồi, ví dụ như ở đây mình cho nó là 50 dB đi. Rồi, 50 dB nha. Rồi, 50 dB luôn. Được không? Rồi, mình set cho nó cái suột nha. Rồi, mình lấy cái infinity luôn đi. Rồi, ví dụ như là đây, cái này là cái sửa của mình nè. À, cái sửa của mình nha. Rồi, ở đây mình đặt là ID IV Edit ha. À. Rồi, và tương tự như vậy mình cũng sẽ có một cái email view luôn. Rồi, email view ở đây nha. Mình đổi cái icon này là thành một cái thằng khác đi. Ví dụ như là cái thằng menu này đi. Đó, là cái xóa. Cái xóa nha. Đó. Còn các bạn thì các bạn chỉnh lại cái giao diện của mình cho nó đẹp một xíu nha. Còn ở đây mình để demo thôi. Rồi, email view. Rồi, mình có cái email view này thì sao? Thì bây giờ cái loại adapter này mình cần phải thêm gì? Thêm hai cái email view vô. Ha, rồi, vậy thì ở đây mình sẽ gọi email view. Nha, email view IV edit và IV xóa nha. Rồi ánh xạ nó nha, IV edit bằng item view chấm file view by id r chấm id chấm IV xóa. Rồi và IV edit thì nó sẽ bằng item view chấm file view by id r chấm id chấm IV edit. Rồi ok, xong ha. Rồi vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ mình làm cái thằng nào trước ta? Mình làm cái thằng sửa trước ha. Rồi vậy sửa thì làm sao? Mình sẽ holder chấm evedit, đúng không? Rồi chấm set on list listener new một cái thằng này. Rồi new một cái sự kiện, sau đó là gì? Mình sẽ tạo cho nó một cái hàm để mình show cái dialog y chang như cái thằng bên kia luôn, y chang như cái thằng thêm vậy đó, không khác gì hết nha, không khác gì hết nha. Đây mình sẽ get mình sẽ show dialog update, được không? À, show dialog update nha. Rồi ok, đây pre-aim method, đây ok, đấy, đây mình có một show dialog update, được không? Rồi bây giờ nó như thế này, bây giờ các bạn xem nè, bây giờ mình sẽ lấy y chang như là cái thằng bên này, y chang luôn. Đây cái thằng này mình làm như thế nào á là mình sẽ copy y chang luôn, được không? Dialog ấy y chang luôn nha, không khác gì hết nha, copy nha. Rồi mình sẽ bỏ qua bên này để mình sửa, để mình sửa. Rồi bỏ qua bên này rồi chắc chắn là nó lỗi rồi đó. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ sửa như thế nào nè. Đây bây giờ cái layout của mình á mình cũng phải giữ nguyên, đúng không? Layout của mình vẫn giữ nguyên. Vậy thì ở đây mình chỉ còn là như thế này nè. Cái dialog add chỗ này nè, cái chỗ mà mình nhấn thêm loại ở đây nè. À, mình sẽ sao? Mình sẽ thêm một cái ID ở đây. Ha, à, mình sẽ là tt cái tiêu đề. Ha, à, tt tiêu đề nha. Rồi tt tiêu đề để mục đích để làm gì? Đây, ngay cái chỗ này nè. Ngay cái chỗ này thì mình sẽ set test nó là thêm loại, còn cái kia là gì? Mình cập nhật. Ha, à, mình cập nhật nha. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ cho nó một cái test view nữa. Rồi test view ha, tt tiêu đề rồi bằng view chấm file view id r chấm id chấm tt tiêu đề. Rồi và ở đây mình chỉ còn là gì, set cái test cho nó thôi. Tiêu đề chấm set test là gì? Tên loại, à, thêm loại, thêm loại ha. Còn ngay cái adapter này thì sao? Ngay cái chỗ này nè, à, ngay cái chỗ này thì mình sẽ là gì? Mình sẽ là sửa, đúng không? À, test view ha. Tt tên loại, à, tiêu đề, tiêu đề. Rồi bằng view chấm file view id. Rồi từ từ mình sẽ sửa những cái thằng kia sau nha. Rồi mình sẽ là gì? Tt tiêu đề chấm set test là chỉnh sửa, à, chỉnh sửa loại. Ok đấy. Rồi à, y chang rồi, đúng không? Bây giờ mình bắt đầu mình sửa nè. Rồi mấy cái get content này nè, ở trong adapter mình không có xài get content mà mình xài content, được không? Mình xài content ha. Vậy thì những cái thằng nào mà nó get content á thì mình sẽ là content hết, được không? Rồi
chỗ này thêm thành công thì mình sẽ là gì? Chỉnh sửa thành công. Cái này là gì? Chỉnh sửa thành công. Được không? À, rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ nó như thế này. Cái trạng thái này với cái loại này ở trong adapter chưa có. Đúng không? Trạng thái với cái loại mình chưa có thì mình sao? Mình truyền qua. Mình truyền qua giống như là cái thằng view adapter đấy, viewbagger adapter á, mình có thể truyền adapter qua. Vậy thì ở đây, ngay chỗ này nè. Đây. Mình sẽ truyền thêm nha. Đây, thay vì là các bạn gọi có mỗi cái get content với cái list thôi thì các bạn sẽ gọi thêm cho mình một cái nữa, đó là gì? Là cái loại DAO và cái trạng thái. Đó, truyền thêm hai cái thằng này vô trong adapter, đúng không? À, rồi, sau đó là gì? Ở bên adapter này mình sao? Mình cũng phải truyền vô luôn. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi một cái private là cái loại DAO. Và cái thằng thứ hai nó chính là gì? Trạng thái. Đấy. Và ở đây mình gọi thằng này thì chắc chắn constructor của mình đó là mình phải làm lại rồi. À, constructor mình không dừng ở hai cái thằng này mà mình tạo lại constructor gồm có 4 thằng là DAO và trạng thái nữa. Ok không? À, có nghĩa là mình sẽ truyền qua thì constructor của mình là mình cũng phải thay đổi. À, rồi, sau khi mà thay đổi xong thì ở chỗ này get layout flutter này thì mình sẽ là gì? Mở ngoặc ra nha. Ép kiểu cái activity á. Rồi content. Rồi chấm get layout flutter. Rồi xong. Ha, à, rồi, còn cái cuối cùng là cái get danh sách. À, thì ở đây mình không có get danh sách. À, mình không có get danh sách nha, mà mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ gọi lại cái list của mình ấy. Ở đây mình cũng làm một cái get danh sách đi. Rồi. Gọi một cái hàm get danh sách nha. Đây. Tạo ra một cái hàm get danh sách. Rồi, và get danh sách này mình sẽ như sau nè, mình sẽ list.clear. Mình sẽ clear danh sách cũ tại vì là adapter nó đang quản lý cái danh sách của mình mà. À, mình sẽ clear cái danh sách cũ. Sau đó là gì? Mình sẽ get lại cái danh sách mới bằng cách là gọi DAO chấm chấm lấy danh sách truyền lại cái trạng thái. Hiểu không? À, và sau đó là gì? Gọi notify dataset chain. Đấy. Cái này là cái get danh sách trong adapter. Mình sẽ không có set lại adapter nha. Tại vì adapter thì làm sao set adapter? Các bạn hiểu không? À, ở ngoài á thì các bạn có thể set adapter, còn ở phía trong này các bạn không có thể set được adapter mà các bạn phải sao? Gọi notify dataset chain. Nha, thế nên là ở đây mình phải là get danh sách như thế này nha. Rồi đấy, à, tổng quan của mình là như vậy thôi là ok rồi đó. À, còn sai chỗ nào nữa không? Hết rồi nha. Ok rồi đấy nha. Rồi chạy thử nè. Đó nha, chạy thử nha, xem thử là mình có chỉnh sửa được hay không nha. Đâu rồi? Đây. Đây. Thu. Rồi, nhấn vô sửa đúng không? Sửa cái thằng này đi. Sửa cái thằng của mình đi. Rồi. Lại nè. Sửa. À, ok. Sửa ở đây á thì bây giờ mình mong muốn là gì? Nhấn nút sửa thì nó phải hiển thị ra được cái chữ tiền nhặt được. À, tiền nhặt được ở đây nha. Chứ mà khi mà các bạn nhấn sửa vậy tự nhiên nó ra đầy rồi người ta nhập lại. À, mình không thích như vậy. À, vậy thì mình set thêm một xíu nữa. Đây. Có nghĩa là gì? Khi mà nó gọi ở đây nè. Nó gọi cái show dialog. Show log ở đây này nha. Rồi mình sẽ xử lý như sau nè. Đây. Lúc mà nó gọi show dialog update này nè. À, thì mình sẽ gì? Mình sẽ truyền vô cái thằng nào? Mình sẽ truyền vô cái list.get. À, mình gọi cái view holder.get adapter position. À, các bạn lưu ý nha. Ở trong này mình không có nên sử dụng là get position. À, không có nên sử dụng get position. À, mà mình phải sử dụng holder.get adapter position. Hai cái thằng này là một. Nhưng mà cái thằng position á nó sẽ dẫn đến cái việc là gì? Hiệu suất nó không cao. À, đây. À, đây này, bây giờ mình chấm luôn để này, đây ha. Đây, thì các bạn sẽ thấy nè, à, từ từ để mình stream cái tên loại vô trong này cái đã. Rồi, đây các bạn sẽ thấy nha. Cái thằng này á là các bạn sẽ thấy nó không có bool màu vàng nè. Nhưng mà ở đây mà các bạn get position ở đây nè, ngay lập tức. Đây. À, nó bool đỏ ở đây luôn. Đây, các bạn sẽ thấy ha. Nè, không có sử dụng cái position khi mà mình sẽ sử dụng cái thằng này mà mình phải chỉ sử dụng cái thằng này và gọi cái holder get position khi mà mình tìm kiếm một cái gì đó. Ha, à, thế nên là gì? Khi mà các bạn gọi ở trong một cái hàm á, ở trong một cái interface khác hay là một cái sự kiện nào khác thì các bạn không được sử dụng cái position mà các bạn phải thay thế cái thằng này thành holder.get adapter position. Hai cái thằng này là giống nhau nha. À, nó cũng sẽ trả về cái vị trí
mà người dùng click nha, vị trí mà người dùng click nha, nhưng mà ở đây mình sẽ sử dụng là get adapter position nha. Rồi mình có cái tên loại ở đây đúng không? Rồi tên loại ở đây thì mình chỉ còn là gì, ở đây mình gọi cái edit test chấm set test thôi, set test cái tên loại của mình thôi đấy. Thì khi mà nhấn vô hiển thị lên thì nó sẽ hiển thị lên được cái thằng mà mình cần à, cần chỉnh sửa ha. Đây lương đó, các bạn sẽ thấy có chữ lương này à, tiền nhặt được đúng không? Rồi mình ở đây ví dụ như mình thêm số vô, rồi nhấn nút thêm đó. Ủa à, nó gọi nút thêm đúng không? Ok, vậy thì ở đây tại vì sao ngay chỗ này này các bạn, chỗ này ha, à, chỗ adapter này thay vì là mình gọi thêm thì mình sẽ gọi cập nhật ha, gọi cập nhật thôi bình thường ha, mình gọi cập nhật ha. Rồi mình gọi cập nhật nha. Rồi còn cái nút á, cái nút của mình luôn ha, à, cũng là cái nút của mình luôn. Đây mình set lại cái nút btn set test là cập nhật. Đấy, ok. Rồi, chạy nè. Chạy ha. Đây. Đây ha. Rồi, ví dụ như ở đây đúng không? Nhấn vô, đó, nó thành cập nhật này. Bây giờ mình xóa này. Mình xóa, mình để nguyên một dàn số 9 đi. Rồi, nhấn cập nhật. Đó, thì các bạn sẽ thấy là gì? Ủa? Cập nhật thành công chưa? Ờ, từ từ nha, để mình coi lại xíu nha. Nhấn à, cái loại này nó có vấn đề đúng không? À, cái loại này mình thiếu. Thiếu cái gì? Thiếu cái ID. Thiếu cái ID để nó cập nhật đúng không? Thiếu cái ID để nó cập nhật ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sửa lại xíu. Ở đây mình sẽ không có get cái loại này. Đó, mình get luôn cả cái loại luôn. Đấy, mình get luôn cả cái loại luôn ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ là gì? L.get tên loại. Rồi, và cái thằng này mình sẽ là gì? L.get ID loại. Rồi, ok, xong rồi đó. Đúng rồi đó, nha. Cái này là cái tập copy nè. Tập copy thành nên là sửa hơi lâu, sửa hơi dài một xíu nha. Lần sau bớt copy lại. Rồi, đây, nhấn vô nè. Rồi đây 9999 nè, cập nhật. Đó, các bạn sẽ thấy số 8 9999. À, nhấn vô cái này. À, cái này là số 66 đúng không? RRR, nhấn cập nhật. Đấy, cập nhật RRR. Ha, à, đó, nhiêu đó. Ha, à, rồi tương tự cho cái thằng chi cũng vậy luôn. Đó, mình làm một lần mà mình làm sao? Mình làm rất là nhiều cái ý, vừa thu vừa chi ha. Đấy, nhấn cập nhật. Đi cha. Ha, à, đấy, đó là cái cập nhật. Ha, à, và cái cuối cùng đó là cái gì? Đó là cái nút xóa. À, nút xóa ha. Thì cái nút xóa này á, thì nó dễ rồi. Nút xóa này nó không có gì hết trơn. Đây, mình chỉ cần gọi cái holder, mình gọi trực tiếp ở trên này luôn nha. Chấm set only listener new cái thằng này. Rồi, khi mà xóa thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ gọi cho nó một cái biến boolean. À, và mình sẽ biến check. Rồi, gọi cái do.xóa và mình chỉ cần truyền cho nó cái get.list holder.get position chấm ID loại thôi. À, là nó gọi cái thằng nào, à, nó đang click cái thằng nào ha. À, rồi if nếu như mà cái chat này mà bằng true thì sao, thì mình sẽ toss lên là xóa thành công, đồng thời mình phải get lại cái danh sách nha. À, ngược lại thì mình sao, mình sẽ toss lên là gì, xóa thất bại. À, xóa thất bại ha. Đấy, xong ha. À, xong rồi. À, cái nút xóa như vậy thôi. Rồi chạy thử nè. Đây, thu đúng không? Rồi, này đúng không? Xóa số 9 này. Đó, xóa. Xóa số 6, xóa luôn. Ha. À, đây, qua chi. Rồi, xóa cái bị rớt. Đó, tự động là nó sẽ xóa. Ha. Rồi, đó là mình xong cái CRUD của cái loại nha.